này nó tên là bạc Fiden hai cả nhà, đó, gần nhà mình đó. Rồi đi con, đi vô cổng này, đi vô đây nè. Ồ, thấy chưa? Ê Na coi kìa. Con muốn gờ nó không? Con lại con gờ nó đi. Nó không có cắn đâu. Gờ nó đi. Ờ, đi coi con khác. Thấy chưa? Dễ thương không? Đó. Thấy không? Thấy nó dễ thương không? Nè, đi lại đằng kia con khác nữa. Con khác nữa đây. Nè, thấy không? Đó, trời ơi, cứ kìa, đó. Con lại con gần nó đi, gần nó. Đó. Hôm nay có gà. Có mấy con gà. Ừ, nó mệt rồi. Nó mệt rồi. Nó mệt rồi. Thấy không? Còn lại con gà nó, nó đang nằm nè. Nó lại gà nó. Đi. Hai con này dễ thương quá nha. Cái này nè. Ô, trời ơi, đang quay mà nó lại nó đụng cái hết hồn luôn rồi. Cái con này, Ina, mẹ đang đứng đây nó lại nó khiêu mẹ. Cái sừng nó khiêu mẹ, mẹ hết hồn luôn Ina. Con này nè, nó khiêu mẹ không hết hồn luôn. Nó phi nó ế ấy đó. Đi, nè, lại đằng kia nữa kìa. Đây một đàn luôn. Ừ. Nó sợ. Nó sợ. Nè thấy nó chạy mắc cười không? Ừ. Ở bên đây có gà. Gà quá trời luôn. Bên đây có vịt nữa nè. Nè thấy con vịt không kìa vậy nè. Chim đạp vô đáp với con sình. Nè thấy con vịt không? Con vịt không kìa. Thấy không? Vịt có nước chảy. Đó. Cái công viên này dễ thương lắm cả nhà. Kế bên nhà mình luôn. 5 phút lái xe à. Nên là mùa hè Elina nó hay ra đây. Đây vô đây mát mẻ quá cho nên là mình tháo khẩu trang xuống luôn cả nhà ơi. Tại vì nó không có ấy. Nên người ta đi cũng xa xa, cách xa nhau không mà cũng không có bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa. Ở nhà đây có cái suối nước dễ thương lắm nè. Ừ, cá ban để mẹ dẫn đi con đi coi. Đây có cái suối nè, cái suối nhỏ dễ thương à. Quy con, từ từ đợi mẹ cái. Bữa nay không có ai theo làm thợ quay phim cho mình hết trơn á, tự mình quay mình luôn à. Cho nên là không có ai quay cho mình hết trơn cả nhà ơi. Chị hai nói chị hai mắc học bài rồi, chị hai không có đi được. Rồi anh ba thì ra ngoài đó có năm mê ngoài đó luôn rồi. Ừ, con đó, lại coi đi. Đây có mấy hồ nước. Đó, dễ thương cả nhà. Cái này gì mình vô không có tốn tiền nha cả nhà. Không tốn tiền gì hết trơn á. Cái này là của nhà nước người ta làm cho mình đi vô tham quan chơi thôi à. Tại kế bên thì là công viên chơi đó. Ở trong đây thì nuôi mấy con này. Đó. Có hai con vịt kìa cả nhà. Hai con vịt sim hết không ta. Đó. Cho nên là không có tốn tiền gì hết á. Mở cửa cho tham quan chơi không vậy thôi. Thì nào nó muốn coi con gì trong đây. Con gì vậy Na? Ôi trời ơi, con heo. Cô sông hả? Quỳ. Hai con heo. Hai con heo cả nhà. Con cô sông á con heo á. Với con gà. Cốc. Ê, cô sông với bu lê.
Cô Song là con heo. Rồi ở đây có vịt nữa nè, nó lại có vịt nè. Cana. Ui, có một con vịt. Thấy không? Có một con vịt. Rồi giờ mình đi coi con khác. Kìa hai con vịt này nó đi qua kiếm hai con vịt bên đây đó. Con vịt kia nãy nó đi tìm con vịt này, con thấy không? Là ba con luôn, thấy chưa? Ba à, đâu có bốn đâu, có ba con à con. Con mình kia nó đi lẻ tẻ một mình, nó túi sên buồn kìa. Đó, đó đây đi kiếm mi nè kìa. Nó kiếm mi nè, đây nè. Thấy không? Nó kiếm con, nó chạy. Nó chạy. Nó chạy đó. Nó không có cắn đâu con. Đi, mình đi coi nữa nha. Đi, mình đi coi bên kia. Nó chạy nguyên đàn luôn, Na thấy không? Cái thằng nhỏ nó rượt theo kìa. Cái thằng nhỏ nó rượt theo, mắc cười không? Trời ơi, thằng nhỏ nó rượt chạy. Cái thằng nhỏ nó rượt nguyên đàn chạy luôn. Đi nó lại ghê con. Đi lại ghê. Đi ghê. Mấy con ngựa hay nè. Na kêu nó đi. Kêu nó đi. Kêu Na kêu. Phải không? À, hay nè, nó kêu vậy đó. Kìa, hai con trâu trắng nữa kìa. Lại đây. Nó kêu vậy hả? Mấy con ở đây nó hiện sợ luôn. Cái con này mà đẹp này nè, nó có bông bông này nè. Trong cái nhà đó có nhiều con trong đó nữa kìa. Coi con gì trong đó kìa. Công nhận cái công viên này nó mát dễ sợ luôn. Con cù. Con cù. Rồi hai con cù nè. Ở trong đây nhóc luôn. 2, 4, 6, 8, 10 con luôn á cả nhà. Ôi ôi kìa, Ina thấy không? Đây nữa kìa, cù bông nữa kìa. Dễ thương không? Trời ơi, có cái sừng của nó kìa. Ina có cái sừng của nó kìa Ina. Há trời luôn. Cái sừng nó cong 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 lại luôn kìa. Có quá trời nhiều con heo kìa Ina. Hai con heo kìa nè. Kìa. Trong kia có hai con heo. Trời ơi mấy con cừu bự luôn. Ủa hai con kia không phải con cừu, con gì ngộ vậy ta? Hai con đằng kia đó. Hả? Hai con nào đó đen đen nào đó là hai con gì vậy ta? Nè. Kéo gần lại nè. Đây là hai con heo. Ba con kia luôn. Ba con kia không biết con gì đâu. Ủa chứ con cừu mà, con cừu này ngộ vậy ta? Madame, au fond c'est mouton? Non, c'est des lamas. Ah, lama, d'accord. Il y a des petits cochons, des lamas. Oui, ah, con kia bà đó, bà nói nó tên là con lama cả nhà. Lama. Na, để mẹ nè con. Oui, để mẹ cái à con. Oui, con làm photo mẹ được không? Na đòi chụp hình cho mẹ. Chụp được không? Được không? Thiệt không? Thiệt hả? Chụp được hả? Tại vì mẹ nói không có ai chụp hình á, cái nó nói nó đòi làm chụp hình cho mẹ. Đi lại đây Na chụp hình cho mẹ thằng đây. Dịch nó đang nằm ngủ kìa nè. Ôi trời, có cái con kia nó đang lên cái băng ngồi dễ thương không? Lại đây mình chụp hình với nó nha. Quy, mẹ ngồi kế bên con chụp nha. Na nó biểu là mẹ lại ngồi kế bên đi nó chụp cho. Trời ơi, dễ thương không? Con nó lên nó ngồi kìa cả nhà. Cái băng này để cho mình đi dạo ngồi đó cả nhà. Ui, con lại ngồi, à cứ tên nó đi. Dạ hả? Ê, nó vô đi. Trời ơi, ông ơi, nó bự. Ôi là, kìa. Nó kìa. Bự quá trời luôn.
Người nào thấy nó bự không? Đứng lên, đứng lên. Đứng lên con. Đứng lên. Bự quá trời bự luôn. Cái em bé này nó bị cái con này chạy ngang trúng đó. Rồi ơi, nằm đằng kia lừ khư luôn. Ờ cái con nó đang đứng trên hai cục đá kìa nè, thấy không? Kìa, nó đang đứng lên hai cục đá kìa. Nó đâu có gì đâu sợ con. Cái con đó nó đứng lên hai cục đá dễ thương không? Ừ, đi lại coi. Ừ, đi lại coi. Trời, gà đâu quá trời luôn. Quý, đi lại coi. Con gà. Ui, trời ơi, trong đây nhóc luôn. Trong cái nhà này thì mình không được vô nha cả nhà. Nhà này thì mình phải đứng hàng rào. Hàng rào. Ơi con. Quý, quý, nó bay lên trên đi nè. Nói là cái bay lên trên con. Con gì ta, con chim công hả? Đó, trên nóc nhà đó cả nhà. Chị Na nó nói cái con trên nóc nhà đó. Con thấy nó bay trên nóc nhà không? Kìa ở đây nè, có con nó thấy mình nên nó tới nè, thấy không? Nó thấy mình cái nó tới ha. Nóc luôn. Thấy, thấy không? Thấy trên nóc không? Ừ. Thấy không? Chị Na vỗ tay nó cái nó tới. Không, y này vỗ tay nó cái nó tới thôi. Ừ. Để nó lại đàng hoàng con. Đi qua bên đây coi chuồng bên đây nữa. Chuồng té, chuồng nước, chuồng nước. Dịch nữa nè. Đó, hồi nãy mình quay trễ không thấy nó bay xuống cả nhà. Trong chuồng nó nhóc luôn. Đây có mấy con dịch. À bên đây là đồ ăn của nó nè cả nhà, trong đây có gà, trong đây chứa đồ ăn của nó nè. Em cả nhà. Ừ. Đây này, đây con. Ở bên đây có ba con bự luôn nè. Nè thấy không? Uy, Uy Sivan con ngựa, ba con ngựa. Đẹp nó hiền lắm, không người ta lại người ta gờ. Ê. Con đi rồi, nó thủ con. Ừ, đi, đi lại coi con đằng kia cái nữa. Ok. Uy. Đó, dưa lưới người ta thả vô trong đó cho nó ăn rồi cả nhà thấy không? Dưa lưới nó mổ nó rỉa. Này con gà gì ha, giống con gà quá mà không biết là con gì luôn. Đó, mấy con này thì nó nằm trong cái chuồng này. Trời ơi nó mổ dưa lưới. Ina ơi, Ina đang coi con gì bên đó vậy? Đó hồi nãy cái công viên ngoài đó là Ina chơi đó cả nhà. Ina coi gì? À con mèo hả con? À có con mèo. Mèo nằm mình đó kìa cho nên coi. Ê thỏ. Thỏ đi nè. Chuồng thỏ nè. Nè quá trời thỏ luôn nè. Phải thỏ không? La Bàn. Ừ nó ăn dưa, nó ăn hành. Rồi cà tím. Người ta dục đủ thứ vô cho nó ăn kìa. Trời ơi đủ thứ luôn. Trời ơi đúng rồi, no mồi luôn rồi, sai mồi luôn rồi. Sai mồi luôn mình rồi. Đó cả nhà. Đó, thấy không? Nãy công viên ngoài kia đó là Ina chơi ngoài kia đó. Rồi, đi, mình phải đánh cái dòng tuột ngoài kia mình mới đi ra được. Ờ à, đi về hướng đó phải không? Ok, đi. Đi con. Ina phái con mèo. Đó, mình vô cổng hồi nãy đằng kia, giờ mình phải đánh hết cái dòng trong đây của nó xong rồi mình mới được đi ra. Nó đòi đi ăn kem cả nhà. Ina muốn đi ăn kem hả? Ina, con muốn đi ăn kem hả? Cái chân đạp vô trong nước ướt thì dơ đó. Ừ, đừng vô trong đó là dơ con. Mấy con này nó hiền lắm, Ina thấy không? Nó hiền lắm. Quá trời dịch luôn kìa, nhóc dịch luôn kìa, thấy chưa? Đó, cô dịch kìa. Đằng kia rất là nhiều dịch luôn. Ê, chừng đứng gần té nha con. Ui, đứng gần té đó nha. Ừ. Trời ơi, bên đó là cả nhà biết gì dưới nước đó không? Điện á cả nhà. Những cái miếng, những cái bảng đó là lấy điện á. Cái điện mặt trời á. Đó đó, dưới nước á.
Lại đây, đi lại đây coi dịch quá chừng luôn nè. Đó. Coi nè, à, đằng kia nè, dịch quá chừng luôn, thấy không? Ơi. À muốn đi ra ngoài chơi hả? Ok vậy thì đi. Rồi, Ina nó không muốn đi vô vòng vòng trong đó nữa cả nhà. Đây nè. Ừ mẹ biết rồi, đi ra. Coi nè. Dễ thương không? Nó đang ăn nè cả nhà. Ina nó nôn kìa. Anh ba nó tới. Anh ba chơi đã chưa? Đã rồi hả? Ừ.